Vì sạc có lá có hoa chen vào mấy nhánh cây, đưa nhẹ cơn gió lướt qua trên trời có áng mây bọc vàng cho ta trôi theo đôi chân phiêu du đi đó đây. Và rồi ta hát khúc ca khi trong lòng lắm thiết tha, buồn đời phân tích đúng sai rồi giời có mấy ai thật thà như con nai tơ tâm tư ngày thơ. Thôi đừng mơ người thì âm tình to yeah, người thì âm phiền lo yeah, người vô tư suy nghĩ và một vài người còn trong vòng vo yeah, đâu mới thiệt là đúng có một số là sai, cứ nói qua nói lại không biết rằng người nói đúng là ai, câu chuyện cứ liên tục tiếp diễn đồng tiền đánh bay bầu khí quyển và dòng đây cứ xây vòng phát triển mà mình thì giống như hạt muối biển mình, nên thôi ta về chốn cũ xanh tươi và không héo rượu để lương tâm không còn thất thủ rồi đêm nay không còn mất ngủ giờ trời ơi tức muốn chết trời ơi điều chuyện trên đời là ta tức muốn chết điều chuyện trên đời ta tức chết thôi bỏ qua thôi bỏ qua bỏ qua cẩm lấy nhiều gan không lấy cập gan. Rồi rồi. Dạ, cho em gửi mì của anh. Dấu còn mẹ nó rồi. Em nuôi anh rồi, anh em thèm anh bét nó thâu, anh lo lên chi. Chỉnh tao mày hả? Nó nói đúng mày cả. Nãy đáng lẽ em vòng qua siết cổ nó rồi. Cả treo hả? Mày em mày, má mẹ mày. Con đâu? Tụi bay, túa ra hai bên tìm nó cho tao. Mày theo tao, hai thằng bay hướng này. Dạ. Đi. Ê, ôi tao, ôi tao, ôi tao.
Đi đứng không nhìn đường vậy? Tôi hỏi ông mới đúng á, ông đụng người ta mà ông hỏi tôi đứng không nhìn đường. Tôi hỏi ông sao không nhìn đường đấy vậy? Ông mới không nhìn đường á, xe tôi bự vậy không thấy hả? Có xe tôi có sao không nè? Trời ơi, con Thiên họ lo người không lo, lo chiếc xe có sao không là sao? Anh có sao không? Tôi trời ơi, sao chăng gì nữa? Không có bị gì đâu, xe tôi mới bị nè. Thôi, anh lên xe đi, để tôi lo. Anh có sao không? Tôi không biết nữa, tôi thấy khó chịu, nhưng mà đau đau làm sao? Anh cầm đỡ nha, coi như là bồi thường tiền thuốc. Cái này tôi nhận là tôi nãy anh đòi đó nha, chứ đau chứ không sao đừng đợi đỡ. À anh ơi, anh cho tôi hỏi anh biết bến xe Phương Trang ở đâu? Ở Trọng á. À, cảm ơn anh. Bộ mà anh đi đâu vậy? Tôi đi Cà Mau. Đông dữ ha. Ủa, chân anh sao rồi? Cũng đỡ rồi. Hãng xe lớn mà. Cũng là xe thôi mà, đi hãng khác đi. Nếu anh thích thì anh đi hãng khác, tôi đi hãng này. Chú ơi, chú mua dùng con tờ giấy số chú. Chú ơi, chú mua dùng con tờ giấy số. Con mời chú hả? Dạ. Nhà con ở đâu mà con đi bán sớm không được? Hôm nay cuối tuần con bán phụ mẹ. Giỏi quá vậy, mẹ cho con đi bán hả? Con nít dễ bán hơn, tính ra mẹ con hay á. Hôm nay thấy mẹ con đi việc quá, con bán phụ mẹ. Thôi được rồi, lấy cho chú 10 tờ đi. Dạ. Chú lấy dùm con. Rồi, để chú tự lấy cho. Chú gửi con. Dạ, con chúc hai chú ngày mới vui vẻ. Làm gì vậy? Tôi đặt vé qua ứng dụng của Phương Trang rồi, bây giờ tới quầy lấy vé thôi. Ủa, có đặt trước luôn hả? Ừ, tùy anh có thể đặt trước qua ứng dụng Phương Trang hoặc là trực tiếp đến quầy mua vé. À vậy hả? Vậy đặt cho tôi với. Anh có điện thoại anh tự đặt đi. À, 2021 rồi, cái này dễ mà. À, ứng dụng có tên gì vậy? Tôi biết, tôi bấm. Thôi được rồi, để tôi đặt giùm cho. Cảm ơn anh. Anh về đâu? Hồi nãy anh nói anh về đâu? Tôi về Cà Mau. Vậy đặt cho tôi về Cà Mau đi. Ủa, gì kỳ vậy? Anh đi đâu anh phải tính trước chứ. Có. Nhưng mà tôi mới có việc đột xuất với Cà Mau á, cho nên đặt giùm tôi về Cà Mau đi. Đi có bạn có bè cho vui. Thôi được rồi, để tôi tặng anh một vé về quê. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Đi ra ngoài nắng vậy đó hả? Thiệt tình á, không bán xe gì đâu mà nắng xỉu luôn á. Thôi mà em, anh đâu có muốn về đâu. Tại ba má anh bắt anh phải về thôi. Tôi không có đứng xếp hàng ở đây đâu. Mỏi quá, đi kiếm chỗ khác đi. Thôi mà em, ba anh đang bệnh nặng, mình không về lỡ ổng có chuyện gì rồi ổng chia gia tài cho ông quỷ kia rồi sao? Về thì về, tôi kêu thuê cái xe riêng đi, cứ sợ tốn tiền. Đâu có sợ tốn tiền, mà là đi cái này vừa tốt mà vừa tiết kiệm. Tiết kiệm không phải sợ tốn tiền à? Với lại anh mới trúng 2 cái vé trên app Phương Trang miễn phí. Em ê, đặt vé qua app Phương Trang được ưu tiên lấy vé kìa. Đi, đứng đây đợi chi? Đi.
Đi đi. Ở đây nè em ơi. Em ơi, làm ơn cho anh đổi hai cái vé trên cái app của anh nha. Lỡ đụng trúng rồi mà. Mua vé thôi chứ bệnh vụ hồn đâu anh. Em có vé nè. Đi. Như vậy á. Sao mà chê vậy? Mày thấy người ta nói không? Tao đi người ta xếp hàng mua vé mà. Tao mua vé mà chê. Mình xếp hàng nếu nó tự giùm con. Tức là cái gì? Tao xếp hàng từ đâu đó tao vô nè. Tụi tao đứng đây được không? Nhưng mà hai cô ơi, từ nãy giờ tụi con xếp hàng trước hai cô mà. Mày xếp hàng trước, tao xếp hàng, tao đứng trước mặt đây nè. Mày đừng có đang ngang ngược. Nè, mày nha, cô hồn cắt đảm. Vé vé chửi nó phụ em chị. Trời ơi là trời, muốn cái gì người ta đứng lên mua vé mà nó nói hoài à. Này đó chị em đàng hoàng tử tế nè. Ai vừa quỷ này. Đừng có đẹp trai mà người ta dễ thương đúng không? Lấy đồ đi đi. Cái tự nhiên là mày muốn kiếm chuyện hả? Xin lỗi mày à. Cái gì cũng phải có lực của nó cả mày. Chứ mày đừng có tưởng tao hiền mà mày ăn huyết. Rồi đem 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 đồ đi đi đi. Cháu đồ của tôi đâu? Đem đây nè. Vé đâu? Vé đâu? Vé đâu? Đây nè, cầm tay nè. Thôi tôi vé không vào. Đấy rồi. Mặt như cô hồn vậy. Anh tao giận thiệt á cha, chắc nó lại lên xử hai bà này quá. Không phải tự nhiên mình xếp hàng chứ bộ. Em cho anh lấy hai vé, anh có đặt qua ứng dụng của chị Trang. Dạ rồi, em gửi cho anh nha. Dạ. Vé về Đồng Tháp rồi. Đây đâu ạ? Nó quỷ thần ơi. Bánh xe chứ không lẽ bánh ghe. Nãy có thấy cái ghe rồi không? Hỏi đi thì trả lời, làm gì thì ghê vậy trời. À, dạ mọi người ơi. Dạ mọi người cho em hỏi là ở đây có ai đi chuyến xe về Cà Mau vào lúc 9 giờ không ạ? Có, cái cả đám này nè, lũ khủ đây nè. Dạ, cho em chân thành xin lỗi là bởi vì có một số đoạn đường đang sửa chữa cho nên xe mình bị tắt đường. Mọi người thông cảm chờ giùm em trong vòng 1 tiếng. Công ty đang điều xe mới tới ạ. Gì mà lâu dữ vậy? Cái vậy nãy tao đâu mua vé bà. Có ai gì? Không có được đâu. Mới nghe nè. Tôi là hẹn người đi coi đất rồi. Mà khó khăn lắm tôi mới dụ người ta được á. Nó bao nhiêu chiến lược phải tính toán là dữ lắm. Bây giờ trễ giờ rồi ta về. Rồi coi ai? Không lẽ coi bà này à? Coi gì? Mắc mơ gì coi tôi. Tự nhiên hết tiền đi mua đất rồi mua dưới xuống dưới Cà Mau. Thôi bây giờ coi nhét đại tôi lên xe nào cũng được. Thiết nãy cái gì? Kêu đi xe ngoài em đi. Còn xe nào khác không em? Dạ bây giờ hiện tại ở đây chỉ còn xe ghế ngồi thôi ạ. Dạ mọi người vui lòng chờ một chút sẽ có xe giường nằm tới rước ạ. Xe đang kẹt ở đâu vậy? Đi nằm đi giữ cái ngồi. Dạ xe đang chuẩn bị tới trạm dừng chân ở Cần Thơ. Bây giờ chịu thôi chứ sao. Dạ không được đâu anh. Cứ em nhìn đi. Mọi người có chịu chờ không? Dạ, để em hỏi ý kiến cấp trên. Ta kêu gọi khách nhé. Mọi người ơi, chúng có ý này. Nếu như mọi người không gấp á, thì bây giờ là mọi người có thể chờ ở đây. Còn nếu mà mọi người gấp á, có thể đi xe ghế ngồi xuống Cần Thơ. Sau đó mình di chuyển xuống Cà Mau bằng đường hầm. Có gì á, vậy đi, vậy đi. Chưa phải thôi chứ, giờ bắt ngồi nữa làm sao, tao mua vé giường nằm rồi. Có bây giờ ngồi đỡ xuống Cần Thơ đi trễ giờ rồi em. Đúng rồi đó cô ơi, bây giờ là có xe đi là mừng lắm rồi. Giờ cô không đi, cô ngồi đó đi, tụi tôi đi. Ừ vậy đi. Đi vừa ngồi xong rồi tới kia đi vừa nằm vậy đó. Dạ. Đó, vừa làm bà. Dạ. Dạ nếu như mà thời gian của mọi người gấp gáp quá thì em sẽ cố gắng thu xếp ạ. Anh ơi. Dạ, mời anh lên xe. Hai người. Anh Lý, chị để em cho. Dạ. Đây. Cái này nữa nè. Dạ, đây là phụ nữ trước, đàn ông sau. Người già trước rồi mới tới trẻ em. Này có lấy không? Dạ, vé thì luôn luôn lấy trước.
Cảm ơn anh. Mời anh lên xe. Oh. Dạ 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 cô ơi, cô. Dạ 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 để con. Thì đỡ thì phụ coi. Đặng ơi, sao để đi tụi tao không chết cây tao bể anh lỗ đồ của ấy dập mấy cây. À cá, không. Mày đe đâu tao. Không được cô từ. Tụi cha mày. Dạ không có. Dạ không phải con không có ý đó, cô nghe con nói. À cô. Cô ơi mình bỏ cái này xuống trước đi được không cô? Cô. À dạ để con. Cô ơi cô, tại vì cái này á, cái thùng này bự quá, mình phải để ở dưới cái thùng xe, không có cho mang lên xe. Không, cái cây mà gạch ke dạ. Của tao, mày xách ra coi. Ủa, okay. Ôi, khoan đi cô. Thôi kệ bãi đi. Ủa, cô, à, nãy giờ con nhìn không ra, cô Lan Việt Kiều nè. Ừ á, dạ. Thông cảm nha, nó hơi bị thần kinh. Dạ. Thật sự nó dễ thương lắm, sợ dập cái cây thôi. Dạ. À, xe dễ này. À dạ, yên tâm. Rồi, dạ, hết vô rồi. Dạ, cô ơi, cô. Đây cô. Ủa? Ba đâu rồi? À dạ ba của con ảnh đi làm thủ tục rồi. Ra liền giờ á. Cô lên xe ngồi trước đi cho thoải mái. Cô lên nha. Dạ cô. Cô cầm giùm con cái phiếu này. Rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ không có gì. Ờ anh à. Dạ cho em hỏi, đây là lần đầu tiên anh đi xe đúng không? Đi hoài cái gì? Trước khi lên xe là phải kiểm tra vé. Dạ. Mời anh. Không đi được nữa, tôi để trong quá. À không được. Đây tôi để ba lô rồi. Để ba lô xuống đi cho tôi ngồi với anh cho vui. Tôi nói không được. Nhưng mà số ghế của anh là ghế chính giữa cuối cùng á, anh đang ngồi ghế của em. Nên tôi ngồi đỡ là được không? Dạ anh ơi, ở đây không có ngồi đỡ cho vui được. Dạ. Chỗ của anh ở dưới mà, còn anh này anh đặt riêng cho anh hai vé rồi. Cái gì anh đặt riêng hai vé đi, chỉ để ba lô thôi hả? Ừ. Anh còn vui. Nè anh ơi, em có đi xóa một lần rồi, tại nó chưa có rớt thôi. Anh giúp em, anh coi kỹ lại, đi xuống dưới ngồi giùm em đi anh. Dạ. Để đi cho xe chạy đi. À dạ rồi, xe chuẩn bị di chuyển đây cô ơi. Nào xe khởi hành vậy? Anh xuống dưới anh ngồi cái là xe khởi hành liền. Dạ rồi mọi người ổn định cho ngồi xe chuẩn bị di chuyển mọi người. Lẹ đi. Kêu số kẹt vô đây ngoài. Mày làm gì vậy? Quên lộn. Tại mày đi mày mới dòm tao chứ bộ. Mày đụng tao mày nói vậy nữa hả? Thì mày phải dòm tao chứ. Quên lộn. Lan nè. Gì? Kêu gì? Tỏ có chuyện gì vậy? À bà, quýnh lộn á, nãy con đang ngồi quay qua thấy hai người này rớt điện thoại, hai ảnh cãi lộn với nhau. Nè, đây không phải là chuyện của chú. Em đợi nó gọi cho mày. Nè, vừa vỡ đây nha. Tôi cho mấy người biết, không phải chuyện của tôi nhưng mà tôi là người chịu trách nhiệm trên chuyến xe này. Rồi, ông nói không chịu trách nhiệm đâu, rồi xử lý chuyện này đi. Làm bể điện thoại tôi hư rồi nè, bóng không lên nè. Cùng lắm tôi đền thôi, làm gì dữ vậy? Nói đền đúng không? Ừ. 1 triệu. Cái gì? Cái điện thoại của Bách này mà 1 triệu. Ờ chứ nhiêu. Trời ơi làm tiền hả? 290 ngàn à bạn. Mấy lần cho 1 triệu. Nè. Nhưng mà điện thoại làm ăn mà, người ta giờ gọi không liên lạc được sao? Thôi. Bây giờ nghe nè, đền đúng giá trị của điện thoại đang có. Thôi, đừng bắt ta đền cái mới sao được. Thôi được rồi, tôi thấy vậy cũng đúng đó. Coi như anh có điện thoại mới anh xài hả? Có 220 đưa trước được không? Nè. Không đưa đủ tao có lấy. Thu đại cho nó đi. Mình cho mượn trước 70 coi. Khổ ghê, thôi đưa cho rồi đi. Đây nè. Cái này là con tự nguyện cho người ta mượn á, rồi tự đòi nha. Không có xin tiền tôi nghe chưa. Nè. Thiết
thiếu được 70 á. Lát trả. Mệt quá. Ê nè, cái này đạp đi. Đạp đi bắt cào mặt. Ừ. Nhìn gì? Ôi trời, trái cây của tao ăn đó. Tao cào mặt mày à. Thôi mà trật tự đi. Hư cái điện thoại rồi mà không nhớ số thằng cọp, sao liên lạc được với nó đây? Khoan. Mất rồi, anh bắt tay. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà giật gì vậy bạn lớn? Anh, cái chú này là hành khách cuối cùng của chú này nè. Mà chú đi trễ, anh cho chú lên đi rồi nói mọi người thông cảm giùm mấy cái nha. Có gì đâu. Dạ, mời chú lên xe. Chú lên xe đi chú. Dạ dạ. Dạ. Trời ơi, sao không em? Xin lỗi mọi người. Ủa? Vậy là thắng xe là chạy ra này hả? Cái con gì nữa? Trời, tôi tưởng đâu rồi, trời sập rồi, trời ơi, trời. Thiệt á, cha tài xế này thiệt á. Đồ trống cái tài xế, tài cha này nè. Bởi vì tức ghê sợ bà. Thiệt á, trời, trời, tức gì? Xe chưa chạy mà đủ thứ chuyện hết trơn. Thôi mẹ. Em không muốn đi hết trơn. Dạ. Dạ, chỗ ngồi con có rồi. Dạ, hai ba chỗ lận. Chỗ ngồi của tôi á. Dạ đúng rồi, của chú. Dạ. Dạ, quý hành khách trên xe thông cảm giúp giùm, đây là vị khách cuối cùng trên chuyến xe. Dạ rồi, xe di chuyển đây, trên xe ai có trái cây mang theo coi chừng dập nha. Rồi tao không giữ sao mày? Hả? À, tao cho nó dập nó rồi sao? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. La lên hoài, dính đầu quá. Để mẹ tao. Ấy. Xin lỗi. Mai mốt làm việc đừng kêu ba con đồ nghe. Trời, con biết ngay mà, bởi vì hồi nãy ở dưới xe là con kêu ba bằng anh rồi. Anh hả? Dạ. Được. À. Đi ha. Nhanh trí cho xe chạy đi anh Bá Tài ơi. Ok. Dạ rồi. Chào mừng quý hành khách đã có mặt trên chuyến xe phát sinh này. Mai mốt tôi đau tôi điên mình đi bà Cúc, mà đừng đi theo tôi đó bà Cúc. Làm nhiều khi tôi mắc cỡ quá. Mắc cỡ gì mà nó phải góp ý mà. Trời ơi. Xin lỗi hai cô, xin lỗi. Khoan chú ơi, chú dạ cho con hỏi là hai chú có đi xe không hay là ra đây chỉ đứng đây lộn thôi? À, đi xe này đúng rồi. Dạ cho con coi vé. Vé hả? À vé thì đúng rồi, nhưng mà hai chú nếu mà muốn đón xe thì phải ra bến xe, tại vì xe chỉ dừng ở đây để bơm nguyên liệu thôi. Bây giờ tao muốn lên ở đây được không? Dạ không, cái được không? Xe dừng tao thôi, lên ở đây thôi. Thôi gì mày chỗ đẻ. Dạ. Xe mày thì mày lên đi. Dạ khoan dạ. từ từ đi. Dạ. Trời đất ơi con ơi con. Đầu hai thứ tóc rồi mà chửi ba con như vậy. Con hỗn láo vậy trời đánh con chết á. Nó nói nó cởi không tôi mà. Sao cha con bằng nhau vậy?
ngộ vậy? Sao hai cha con gì giống nhau với cái bộ râu vậy? Nó đụng chút chửi. Quần áo chứ có gì đâu sợ bậy. Quần áo tao để về cho cháu tao mặc chứ bỏ hả bậy? Rồi, được rồi bác ơi. Thôi, bác qua đi, được rồi. Thôi, hai cha con gì nhìn sao giống nhau có bộ râu vậy trời? Để con phụ cho. Mày thái độ ai á? Nhẹ luôn. Mày nhẹ vậy? Mày nhẹ vừa bắt cái đó là mày thái độ tao mày. Dạ rồi. Thôi bác ơi, bác cho. Mày quýnh đâu? Bác ơi, nhỏ thì cho mấy anh tập trung. Đẻ. Cho mấy anh tập trung bơm nguyên liệu. Mày thái độ hả? Mày xách từ lên luôn. Mày thái độ. Hả? Mày kênh đâu hả? Mày quýnh đâu không? Được rồi. Được rồi, dạ được rồi. Thôi, đừng có ho. Mày quýnh đâu không? Được rồi. Chó đẻ. Lên xe đi bác. Chó đẻ lên xe lại không mày? Rồi thôi được rồi, xe của công ty mà chú. Dạ rồi, cảm ơn. Ê, ủa, nạt. Cô ơi. Cô. Cô đi đâu? Ai đi đâu? Trời ơi, nó hỏi bà đi đâu quá. Dạ thì con đang hỏi cô đi đâu á, cô đi đâu hả? Là ý là đi đâu á hả? À, đi đâu thì cô nói con nghe để con biết á. Dạ, cô đi đâu? Là cái này đi đâu? Đây nè, toàn bộ những người trên xe là đi Cà Mau. Xe đi Cà Mau. Chú nói nghe nè. Chú, cái con cúp bế này nó nói cái gì tôi không hiểu. Trời luôn ơi, giải thích sách nghĩa vậy mà không hiểu gì. Anh Đại ơi, thì giải quyết cái sự cố này để xe đi anh Đại. Nè, nếu mà có vé nhưng mà cổ á, lớn tuổi rồi cổ lên đây cũng được. Cho cổ lên đi. Sao được anh Bác Tài, cô này không có vé mà. Đi, vé trong tay bà kìa. Biết rồi, có phải đuôi đâu, nhìn thấy liền chứ bộ. Trời mày không đuôi thiệt sao. Nè, thôi nghe. Cho xe di chuyển, nhanh chí lên anh Bác Tài ơi. Lên. Cái gì vậy, chỗ bà không ngồi mày xuống đây chi vậy hả? Con gạt má nghe. Má nói con đi, con không chịu đi rồi. Bây giờ con gạt má, con đi lên trước luôn á hả? Bà có bị điên không vậy bà già? Tôi không phải con bà đâu. Mày hổn đâu à, Linh à. Nó con tôi á mà nó gạt tôi, nó không có đi. Cuối cùng nó đi lên đây trước tôi luôn à. Không phải, tôi đâu phải con bà đâu. Đâu? Tôi đâu phải mà làm gì vậy? Trời ơi, con ơi, Tâm ơi, Tâm ơi giải quyết cho con, Tâm ơi. Dạ, con tôi nghe rồi, có chuyện gấp mà cô kêu chậm quá vậy. Đây mừng quá trời gặp thằng Linh. Nó không đi, cuối cùng nó đi lên trước má à. Trời ơi. Mày ra đâu? Trời ơi, quá đó. Mày má nó mà. Mày Trời, cái gì vậy? Hồi nãy giờ tôi ra rồi tôi nhìn đó nha. Ông đừng có tưởng là ông lớn rồi không ai nói gì tới ông được đúng không? Bây giờ cha muốn gì? Muốn đổi chỗ đúng không? Thì con Vinh người ta đổi chỗ khác cho cha. Xin lỗi mà chửi mặt con mày. Anh nói vậy đúng không nhỏ? Trời ơi tức muốn chết. Như chuyện trên đời làm ta tức muốn chết. Thôi bỏ qua. Trời ơi tức muốn chết. Như chuyện trên đời làm ta tức muốn chết. Thôi bỏ qua. Thôi bỏ qua hết luôn. Trời ơi tức muốn chết.